Hello mọi người, lại là mình Dabu đây. Hôm qua để có lên một video độ 104 với cho gòn cây nào mạnh hơn, thì để vô tình đọc được một cái bình luận thách Dabu leo lên được top 1 cho gòn, nếu được sẽ kéo cả họ vào đăng ký kênh. Tưởng chuyện gì? À, chuyện đó cho người ta làm đi, sao mà để làm được? Để nói đùa thôi. Bây giờ để sẽ mời sư phụ Abu vào leo chung. À, sắp Noel rồi, đi lên tăng tỷ lệ shop cực cao. Có cơ hội trúng 16k cây si nha. Link shop mình để ở dưới phần bình luận đó. Các bạn hãy nhanh tay vào thử dân ma liền đi. Lần đầu tiên để tăng tỷ lệ lên 99% đó nha. Thôi, để không nói nhiều nữa. Bây giờ đi vô leo tới chơi gòn luôn nha. Sư phụ ơi. Hả? À, hôm nay con sẽ leo cho anh cô với sư phụ đó. Ok. À, sư phụ ăn gì chưa? Sư phụ ăn chưa? À, sư phụ ăn rồi. Dạ, con ăn gì chưa? Dạ, con chưa ăn. Chưa ăn hả? Dạ. Sư phụ nhặt vừa mê rồi mà. Dạ, sư phụ bán đi. Con một kêu rồi. Ok. Để sư phụ đi kiếm. Cẩn thận đặt kéo của nhỏ rồi xong rồi. Pro Gold đúng không? Dạ, mà sư phụ ơi. Hả? À? Con đang tăng cái lợi sắp đó, sư phụ vô quay đi. Ok. Tí nữa sư phụ chơi xong cần game sư phụ vô quay, con tăng tiền để top. Trong mấy ngày? Dạ, con tăng tỷ lệ sắp trong 3 ngày. Ừ. Nãy sư phụ thấy một người ở đây mà ra hai ba người, người ta nó chạy đâu hết thế. Ủa đâu ra vậy? Nó đâu ra vậy? À, gốc cây. Nóc rồi. Hay quá sư phụ ơi. Cho con cái chiếc. Sư phụ nó có chiếc đâu. Con có trô con chưa? Chưa. Chỗ con có người. Mãi đầu. Sư phụ thấy vậy. Rồi mà mấy nay cái thăm con tự nhiên cũng bán đấu cũng nghiêm đậu chứ sư phụ. Ghê vậy luôn hả? Dạ. Giỏi vậy. Cái như là mình không bán vô đầu, mình nó dẫn vô đầu. Đúng là con trai của ta. Ừ, anh hên thôi. Nhưng mà sao cả cổng trời, cả cái cổng trời không có trô gôn ta? Ăn hên gì ăn hên hoài sư phụ. Cổng trời toàn MB chứ mình ra đây không có trô gôn rồi. Đó, bởi vì nãy con đâu định nhảy cổng trời đâu, sư phụ kêu nhảy con mới nhảy á. Thế hả? Để sư phụ đi kiếm. Ui, có người ở chỗ sư phụ này. Sư phụ đáng bán đi. Sư phụ đáng bán đi. Nó đâu rồi? Hai thằng luôn. Con sư phụ ơi, đợi con. Sư phụ đừng có đi sớm. Tôi cần trang bị. Đợi con heo chút nữa con sư phụ đi chung. Nhanh lại cứu. Không cứu được rồi. Từ từ. Rồi luôn. Trời ơi, hai thằng luôn. Ai nó cầm trời ơi, hai thằng luôn. Nó ai cầm MB. Con chạy xuống đây cứu sư phụ đi. Đó đây cũng có. Đâu, địch đâu. Con xuống cứu vòng đi. Có địch vòng đó. À, có địch ở vòng. Chạy lại cái vòng bắn chết nó đi kiếm. Đúng rồi, hai thằng đang bắn nhau. Con cái. Đúng rồi, đứng đây. Nó đi. Bắn. Đó, nó còn chạy luôn. Ra. Con nữa. Sau lưng trước mặt con. Ui, nó bắn MB, à, nó bắn thần dân. Hay quá, một viên nữa. Hay quá, kéo. Rồi, hay quá. Con đốc rồi. Hay quá Bình An ơi. 4 kill rồi, hay quá. Hay gì bắn. Rút. Có khẩu thuần dân nào không? Đổi thuần dân trước. Dạ. Ủa, có chân gồm.
Ui ngon, trời ơi. Rồi đi đi cứu thủ cái nhanh nhanh, chạy chạy đi cứu thủ cái ô tô ở đằng sau, ô tô đằng sau, có ô tô. Lấy ô tô đi cứu đi. Cứu thì chỗ này, như vậy không tốn xu nữa. Cái này sợ là có người lên nó lâu ấy. Quá lâu. Con được bao nhiêu điểm mà tôn vô rồi? Dạ con được 5.856 điểm. 5.856 à, thế là chưa lên top hả? Dạ chưa. Ủa sư phụ ơi con mới căng gì ta? Con mới căng 3 sống sư phụ. Ờ, sư phụ thấy mà. Để sư phụ cho nút cái đồ. Con căng 3 mà con 4 kêu. May mà pha đấy con kéo tâm lên đầu đấy. Con có sư phụ rồi. Mấy nay cái tâm con có gì không á sư phụ? Đó là anh hên thôi. Ăn thêm mà ăn thêm thì nó ăn thêm hoài mà. Con nhớ anh con làm ta ăn mấy phần rồi mà. Đâu, anh em là anh em hoài đấy. Ủa gì sư phụ à? Ăn thơ sư phụ top 1 là chứ. Phụ chơi chẳng là sư phụ cũng top 1 đúng hả? Đâu. Nhưng mà sư phụ đoán anh em là sẽ ăn thêm hoài. Con không tin hả? Chỗ con có người hả? Dạ. Con biết okay, mấy người. Có hai đứa đấy, xem nó lúc nãy để xin kể lên. Để đi chú đang lên nè. Ôi có thêm đứa rồi, chỗ con kìa. Cố lên bình an này. Không được thì đặt keo. Nó đâu. Hai thằng. Này thôi. Này thì bán quá. Con chưa nóc hả? Sư phụ tưởng con nóc rồi. Dạ con có chích mà. À thế hả? Con có chích. Mày thế. Con có chích. Sư phụ bán nóc một đứa. Sư phụ bán nóc một đứa. Con thấy sư phụ à. Con thấy con canh rồi cơ. Con có sư phụ mua mấy nó gạt con rồi. À, nhưng mà cái súng này nó yếu quá à. Súng M1887 này nè. Dạ. Con 5 kêu rồi sư phụ ơi. Đẳng cấp vậy. Để nè. Nếu tốt thế này là được đấy. Đẳng cấp đấy. Nếu tốt thế thì à, mấy cậu thanh niên nào mà đang leo gì ta. Để leo ra đó thì chỉ có ối trời ơi thôi. Ừ đúng rồi, thì có ối rồi thật sự luôn. À có cái máy tím trước mặt kìa, con xuống mua chip đi. Dạ. Ok, sư phụ đang chạy xuống đây. Ủa, nó bán là cái giảm thanh đó sư phụ. Ừ. Tự nhiên đâu ra giờ không bán là cái giảm thanh. Đúng rồi, dạo này nó khổ bán giảm thanh lắm. Mà, à gì nhỉ? À, con kêu mọi người đăng ký kênh giúp con lên 500k sub đi, chưa lên 500k sub đúng không? Dạ. Mọi người đăng ký kênh cho lên 500k sub nha. Mọi người đăng ký kênh cho Để Abu nha mọi người. Với Để Abu ngày nào cũng quay clip ấy. Là nào yêu quý Để Abu thì nhớ vào xem mỗi ngày nha. Với xem không tua nha. Tốt các bạn. Này á, mày sẽ giết bao nhiêu kêu. Đúng rồi. Bây giờ con cho các bạn biết là 5 kêu trước luôn, không tua. Khúc này nè, một cái khúc con nói này nè, không tua. Mà biết con giết được con bao nhiêu, con sẽ tặng quà. Con cho sư phụ ít xu coi, con có bao nhiêu xu? À, con có 1.200 xu. Cho sư, mua cho sư phụ cái chip coi. Sư phụ ở đây lấy đi sư phụ. Ok. Con cho sư phụ 600. Sư phụ chạy đây nhưng mà sư phụ chưa có súng. Súng thẩm gian bắn gần 6 viên đấy. Súng 2 viên này yếu quá. Sư phụ vẫn có 10 mấy máu. À mua giáp chống nổ. Mua giáp chống nổ. Con okay. Mua đi. Sư phụ mua rồi. À có thẩm gian 6 viên luôn này này. Dạ. Ngon rồi.
sử dụng mua thêm cái chip nữa, mua hết mua chip được rồi. Không cho mua chip nữa rồi. Ok. Cái gì sẽ vào? Không biết, hình như con có mua chip rồi, biết tính nó không? Dạ không, con có mua chip. Con có mua chip đâu. Con đủ sẵn 3 chip, mua chi sư phụ. À, thế mà nó không cho sư phụ mua, chắc là nó hết cho mua rồi đấy. Dạ, con cũng nghĩ giống sư phụ. Còn có 7 thằng à? Sắp top 1 rồi, cố lên Bình An ơi. Dạ, chàng này lấy top 1. Lấy lại quen quên cho con với sư phụ thôi. Sư phụ ơi. Còn hả? Sao sư phụ? Còn 7 thằng nó trốn đi đâu hết rồi ta? Con nghe mít sư phụ không? Dạ được. Nó trốn đi đâu hết rồi ta? Chẳng thấy đứa nào nữa rồi. Đi lên cổng trời không? À, trên cổng trời có người xuống kìa. Trên cục đá. Thằng nó bắn con kìa, bơm máu. Bắn nào? Trên. Nó bắn con à? Đâu á? Không biết à, không biết là trên trường. Bên trường học á hả? Dạ, lấy con sở này. Ui, có cái à, bên chỗ sư phụ. Bên chỗ sư phụ có người. Không có dư cái chiếc mà sư phụ. Ờ biết rồi, đưa sang đây cho sư phụ đi. Bên sư phụ có người, qua đây cover luôn. Qua đây, qua đây. Bên con có địch. Không có địch á? Mấy đứa? Là một đứa. Ui, cái chỗ lúc nãy của con có người. Quên nó lên hả? Một đứa nóc rồi, một đứa nóc rồi. Ui. Nó chết chưa? Nó chết hai luôn rồi. Quá. Chưa cứu được rồi. Tự nhiên sư phụ chạy qua sao chết ta? Không đâu, không đâu. Trời ơi, đứa này nó ta ép nè. Trời thôi, sư phụ ơi. À, con sẽ... Tôi sẽ cho các bạn một câu hỏi nha sư phụ. Ok. Câu đố chứ. Đố các bạn trạng này. Để giết được bao nhiêu kêu? Để ghi nha, từ 5 kêu trở lên. Đâu nó đâu sư phụ? Nó bên đấy nhưng mà sư phụ hết. Có gì sư phụ? Nó một. Ba đứa. Hết đạn. Ba đứa mà. Chết rồi. Lia. Nó còn một đứa kìa. Trời ơi, còn một đứa nó bắn, chưa bắn yếu rồi còn 3 máu. Dạ. Còn 3 máu thôi. Không lên. Chắc là một đứa không chứ không. Chắc chắn. Đuổi không qua. Chứ không biết không phải một đứa đâu. Bên này rút súng ra. Nó kìa. Bên này này, bên chỗ sát sư phụ này. Ở bạn nó. Nó kìa chạy ra bắn nó luôn, nó bấm máu. Ủa gì kìa. Hay quá Bình An này. Chạy đi cứu sư phụ cái. Đừng hiểu lầm con nha sư phụ. Cái đó là con bắt đãi nha sư phụ. Ok. Tự nhiên bắn cái tâm nó ghim lên đầu. Vẫn còn một thằng. Dạ con trời. Hôm nay đi tìm nó đây. Từ từ để cho bộ đi lút cái súng, nó chưa có súng không có mở được. À nó ở bên này này. Nó ở bên này này, nghe này. Nó ở bên trước mặt sư phụ này, nó ở trong cái nhà ấy, trong nhà nhá. Kỹ năng đăng.
sư phụ đáng ra con vào nó làm sao đây sư phụ. Hay quá sư phụ ơi. Lia luôn, quá tuyệt vời. Con bao nhiêu kêu rồi? Dạ con 2 kêu rồi. Sư phụ có 2 kêu. Sư phụ bao nhiêu thích thương rồi? Sư phụ ơi, sư phụ 800 mấy con có Trogon chưa? Dạ chưa. Vùng này vùng xanh ấy, lúc đi pha hồ đồ. Vùng xanh mà không lúc nhiều đồ ngon là. Mới vô mình nhảy cổng có ngồi đó, mình lướt gì ta? Mình lướt cho nhiều gì ta? Mình nhảy kế vào vùng xanh á. Cái chỗ mà không có kế vào vùng xanh á. Mình lướt thiệt nhiều đồ vô, chừng nào có đồ mình qua vùng xanh mình bán. Ok, vẫn còn người kìa Bình An này. Đảm bảo nhiều kêu luôn á, sư phụ. Con dùng cách đó để con leo ganh á. Thế hả? Dạ. Để sư phụ xem cái xác này, lúc nãy có mấy cái xác ạ. Mọi người nữa. Nếu ai đó được cái này á, là không thua. Chứ không phải là tôi được sư phụ, không thua mới tính. Ok. Dạo này con chỗ tài bán ra người ta cây xin keo, bác xin keo. Ca đất nữa hả? Cái cây gì mà bác xin keo mà B2 mà, con có bao nhiêu xu? Mà B28 có người chỗ con kìa, có người chỗ con kìa. Con có bao nhiêu xu? Hả? Đứa còn đứt nha, đặt keo lại chờ sư phụ qua. Nó đâu vậy? Dạ nó bên đây mà sư phụ nó cầu á. Chạy cứu gạt thằng kia giùm con. Lia rồi không biết lia luôn rồi. Ủa sao con được kêu ta? Khó mà. À con chết trước, phải cứu con lên thì mới có kêu. Chạy cứu đi sư phụ. Ok. Con 2 kêu hay 3 kêu rồi? Dạ con 2 kêu. Con 2 kêu cho con nhắn đứng đầu, đầu sư phụ ta. Tại con nhiều thích thương hơn. Ủa nhưng mà nhiều kêu là tính kêu chứ phải tính thích thương đâu. Ai biết đâu. À chắc kêu giỏi á. Là con giờ 3 kêu hồi nãy thằng kia chết trước con sư phụ. Ê da. Con được 3 kêu chưa? Được chưa? Chưa. Chắc là nó không tính cho con rồi. Nó không tính nhưng mà trong cái kia nó vẫn tính. Sao nó dữ nguy hiểm? Trong cái nào? Nhưng mà trong game nó vẫn tính là con giết được kêu. Có hả? Dạ có, con bị rồi. Con chạy lại cái xác của con mà lút đồ đi. Con đi đâu xa vậy? Dạ con đi tìm một con đường cây nghĩa khác. Mình sẽ vụ chạy lên với con. Không. Mọi người yêu quý để Amu thì đăng ký kênh cho để Amu nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi, đăng ký kênh đi. Giúp để Amu lên 500k sốc là sẽ tạo giải bắn cút tùm cho mọi người nhận kim cương nha. Và tạo lại những trò chơi hồi đó giờ mà mấy đại và sư phụ đã chưa làm như mấy cái trò chơi giải trí cho các bạn chơi đó nha. Đúng rồi. Đúng không sư phụ, lâu rồi chưa làm giải trí. Tối nay 7 giờ con với sư phụ chơi mở cái đó lên chơi nè sư phụ. Ok. Chơi hiệp và nhiều bạn vô chơi luôn. À có cái thính cho mình nghe. Lấy lên chắc chắn ngủ đi. Con lại lút chắc chắn ngủ đi. Đúng đây con đang mơ ước luôn sư phụ. Sư phụ mới đặt mình đúng không? Đúng rồi sư phụ đặt muốn vào mình trong cái nhà đấy luôn. Đây, nếu mà có người. Ủa có người kìa. Nó ở đâu? Nó ở đâu vậy?
Ui, nó ở dưới nhà nè. Hay có bình an không? Hay quá, chạy xuống cứu cái mù cái không có người lên tiếp. Đi cứu cái mù đó, đi cứu cái mù cái đó. Chạy thẳng luôn. Còn có máy dịch chuyển, khẩu dịch chuyển. Đi khẩu dịch chuyển con đó nha. Ông dịch chuyển đi. Dịch chuyển đi cái nhà ấy. Đánh nóc nhà luôn. Hay quá bình an ơi. Hồi nãy á, con sư phụ nó sẽ tưởng con là à thằng này đi vô trong đúng không? Ai vậy? Con mua ti sát hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó ở chỗ sư phụ nè. Toan rồi, sư phụ chưa có súng. Rồi rồi, sư phụ cứ lướt xuống đi, con đang chặn đầu nó mà sao nó xuống được. Ok. Giết rồi hả? Con giết nó rồi hả? Dạ chưa. Một châu bị một cơn á. Nó bị người ta giết á. Bắn hốc rồi mình nghe này. Sư phụ ơi, nãy con bán đúng gì bể đầu đó luôn sư phụ. Ừ. Không phải con giết cái thằng gì ta, không phải con giết cái thằng cô chi nã. Mà con giết cái thằng mà giết cái thằng chi nã của con á. Ừ, sư phụ biết mà. Sư phụ hiểu chưa? Hiểu, chế này có giảm thanh này đi nha. Đâu, đâu. Đâu, đây, đây, đây. Đây, 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 cái khác này này. Không có việc đã được còn có chiếc nè sư phụ ơi. Đâu? Đây, con mới dục ra. Có người hả? Hay quá. Chạy, chạy bo hả? Nó chạy xuống đồng đất luôn, đúng không sư phụ? Đúng rồi. Thầy đang không? Chơi. Thầy đâu? Qua cứu đồng đội nó. Bên này có đất chống nổ được không anh? Dạ, con có đầu tiên muốn sư phụ. Ok, có gì được chứ. Sư phụ có mấy sống? Phóng cho phụ. Phóng mà bỏ chút rồi. Ừ. Đặt cái máy phóng ra luôn đi sư phụ. Tí nữa đi. Dạ. Giờ mình chạy vào bao đường mà. Lần này mà không top 1 thì hơi. Con bao nhiêu kêu rồi? Dạ con 5 kêu. Để cố gắng lấy top 1 nè. Con đã nói với các bạn rồi. Chán này con trên 5 kêu thì làm gì à? Cứ làm hoàn thành được. Câu đố con sư phụ. Ờ, con có người kia. Dạ, có hai đứa à. Con cân được. Nó đâu, từ. Nhiều chuyện không? Rồi, nó chết rồi. Còn đứa nữa. Đâu? Nó dám nhiều chuyện, nó bắn ké. Nên cô sẽ cho nó biết thế nào là mắt lé. Sư phụ có thấy nó đâu? Đâu à, nó bay đi nè. Nó trên cái máy, trên cái gì bảng quảng cáo này mình nghe. Nó trên bảng quảng cáo. Nó trên bảng quảng cáo nha. Quảng cáo chú sư phụ này, nhìn lên chú sư phụ có bảng quảng cáo này. Cãi nó luôn đi sư phụ, cho chất bo đi sư phụ. Lia. Sư phụ 6 kìa. Lia rồi. Này nhờ như chúng tôi. Con có đạn trúng tường không? Chú biết đạn. À chú con có người à. Bắn ở đâu đây? Dạ con đâu biết đâu.
Để tôi xem nó đâu. Nó để cho con nóng rồi thì nó trên mà nóc trên chổi sao bình an từ từ nha, cẩn thận đừng bị nóc nha. Sao nó không cứu được đâu. Không phải nó trên chổi đâu. Ui, nó nóc rồi. Trời ơi, để ra kiếm sư phụ cái bình an này. Sư phụ làm đạo cụ diễn viên cho con đi. Chạy ra ngoài kia kiếm sư phụ cái. Đúng rồi, còn có hai đứa thân phá keo luôn. Cứu được không? Cẩn thận thằng sau lưng bên phải kia. Kéo. Trời ơi, đáng lấy là cấp 1 rồi. Đèn thế. Trời ơi, bắn nóc nó rồi mà không. Ngon à. Leo top Congo thấy được rồi, mai leo tiếp. Con ăn uống nghỉ ngơi với chào tạm biệt mọi người đi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Đúng rồi, với nhớ màu sóc để Amu quay kim cương nha. Bye bye.